Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Quang. Và chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay Quang lại đem tới cho các bạn một siêu phẩm. Một con xe đến từ Việt Nam, VinFast VF34 nha các bạn. Hôm nay siêu thị ô tô Hà Nội bên Quang vừa về được một con VF34 xe điện sản xuất 2022, xe lướt chạy chỉ mới có 600 cây thôi đó. Và vừa về một cái là Quang quay video cho các bạn coi luôn. Thì nếu như các bạn có ưng cái mẫu xe này, thích mẫu xe này hoặc là đặt hàng chưa có thì cứ tới bên Quang ủng hộ Quang nha. Và đặc biệt cái giá cả, các bạn hãy theo chân với Quang tới hết cái video này, Quang sẽ bật mí cái giá cả cho các bạn nghe nha. Và ok, bây giờ Quang sẽ dắt các bạn cùng đi chung với Quang một vòng mà xem coi là những cái sự tinh túy của bác Vượng đặt cho cái mẫu xe này đã tâm huyết cái xe này như thế nào nha. Và ok, thì đầu tiên cái phần đầu á là cũng là có những cái nét chung với những cái đàn anh trước đây luôn, như là lứt A, lứt SA luôn, là hai dãy đèn dummy nè, kéo dài từ chính giữa logo dài ra tới đằng hai bên mép luôn, cụm đèn pha cốt bóng projector, đèn led nha các bạn. Đó, VinFast người ta cắt đi cái lưới tản nhiệt ở phía trên rồi, tại vì mẫu này là mẫu xe điện nha các bạn, mà có vẫn còn một cái phần lưới tản nhiệt ở dưới làm cho cái xe nó đỡ bị nuột nha các bạn. Nó bị kiểu như nó bị trơn quá thì nó lại xấu. Ở đây nó có một cái lưới tản nhiệt dòm cho nó có kiểu cách tí. Và ở đây rất là hay nha, đây là bộ radar nha. Bộ radar này là tích hợp cái tất cả các tính năng an toàn của nhà VinFast đặt ở trong đây hết đó. Và xe có cảm biến luôn nha các bạn. Đây, cảm biến tới 4 con cảm biến ở phía trước nha. Có camera 360 luôn. Xe thì hiện tại đang được mang biển số là Hà Nội, nhưng mà khi các bạn về thành phố các bạn vẫn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển nha. Tại vì Hà Nội với thành phố ra vô không tốn tiền biển. Đó, thì đây là cái phần đầu. Và chút nữa quay sẽ mở cái khoang máy, bên trong khoang máy là cái gì thì chúng ta sẽ cùng bật mí sau ha. Tiếp theo về cái phần bên hông thì các bạn có thể thấy cái phần mũ nhựa nè được VinFast làm rất là tinh tế nha, là mấy cái đường ba đờ sóc nè, rất là khít, nó không có bị giống như là những cái con lướt A, lướt SA như trước đây nó bị hở nhiều quá. Còn cái này làm rất là tinh tế, rất là khít luôn đó. Cái viền ốp cua màu đen nhám nè. Xe thì được sở hữu bộ mâm phay hai màu trắng đen nè. Mâm này là có thông số là 18 inch, mâm này là mâm 18 inch, bề mặt tiếp xúc lớp là 215 đó, có một cái logo VinFast nằm chính giữa luôn, rất là đẹp. Hai dòng cái mâm rất là bự. Và lên tới phần bên hông, đây cũng được VinFast người ta chiều chuộng cái mẫu xe của người ta, tặng cho thêm một cái bộ viền khung xe nữa, viền rơm đó. Và gương thì là có tích hợp xi nhan báo rẽ thì cũng như những con xe hiện đại, có camera 360 luôn, có cảnh báo điểm mù luôn đó. Và ở đây là cái phần tay nắm cửa, thì tay nắm cửa thì có một cái nút mở khóa, nhưng mà nút này là nút vật lý nha, nó không phải là nút cảm ứng.
nó vẫn còn là bực lý. Hai bên hông đây tạo điểm nhấn bằng hai cái hộp bên hông xe đó, có màu đen nhám và có một cái màu bạc trải dài hai bên hông luôn. Đây là cái phần hàng ghế sau, thì thấy cái cửa hàng ghế sau khá là bự nha, bạn có thể thấy là nó rất là bự. Có thể là cái mẫu xe này ngồi đằng sau sẽ rất là rộng, thì chúng ta sẽ vào bên trong nha. Thì đây cũng là cái phần bánh sau rồi, cũng là 215 18 inch phay hai màu đó. Ở đây thì vẫn là nét đặc trưng riêng của VinFast, hai dãy đèn led Demi đằng sau trải dài từ logo ra tới đằng sau nè, qua tới hai bên mép đó. Đây là logo VinFast, chữ VinFast, đây VF 34 VFE 34, có cảm biến dè luôn. Và đặc biệt mẫu xe này là mẫu xe điện thì chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn, nó sẽ không có ống xả đó. Tuy là xe tầm trung nhưng mà sở hữu rất là nhiều công nghệ và có cả cốp điện nữa các bạn. Các bạn nghĩ coi có con xe nào mà tầm giá 500-600 mà có cốp điện không? Không có nha. Đây, bây giờ quay sẽ mở cốp bên trong cho các bạn coi nha. Và đặc biệt là chút cái cốp này quay sẽ cho các bạn coi là chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói. Đây, cốp điện. Đây là cái phần đằng sau cốp đây. Xe có cái phần để đồ phía sau nè, thì chúng ta sẽ móc được lên trên đây nha. Đó, móc lên trên đây. Và có một cái điểm mà Quang thấy trên con xe này nó chưa có, đó chính là nó không có sửa kính sau. Nó chưa có sửa kính sau. Đây là bộ dây sạc của xe nè. Đó, bộ dây sạc của xe ha. Hiện tại các bạn có thể thấy là hàng ghế đang gập lại, thì nó cũng phẳng từ đằng sau cốp nó ra tới cái yên luôn. Ở dưới đây là cái phần bánh sơ cua ha, thì xe này nó không có bánh sơ cua, nó không có đồ nghề luôn. Và nãy giờ Quang cũng ngồi Quang chép thử thông tin rồi, Quang cũng mới hỏi mấy anh em bên VinFast thì là mẫu này nó không có bánh sơ cua, không có đồ nghề, chắc là do hãng người ta cắt bớt để tiết kiệm tiền cho khách hàng thôi. Với lại cái mẫu này tại vì xe thì chạy cũng chỉ được có khoảng 200 cây thôi, thì để chúng ta chạy trong phố là nhiều đúng không đó. Và ok, thì đây cũng chỉ là cái phần cốp, đây cấp điện. Và đặc biệt quay sẽ cho các bạn coi nha. Hey VinFast, chưa đề máy. Sao đấy bạn chưa đề máy? Ok, quay sẽ thử sử dụng cái sợi dây sạc này nha. Đây, thì ở đây quay chỉ cắm thử cái đầu này vô cho các bạn coi thôi. Ở đây không có ổ điện để cắm vô sạc. Đây, quay đã mở cái nắp rồi, thì cái nắp này chúng ta mở ở dưới cái ghế nha. Nó cũng có hai cổng giống như con Unit 5 của Hyundai. Đây, ở đây là nó chỉ có một cái cổng mà chúng ta xài điện nhà là điện 220 nè. Đây nó có ghi luôn 250V. Đó, 250V nha các bạn. Đó, và bây giờ quay ghim vô thử nha. Đó, là chứ không là chứ vậy thôi. Là để qua đêm, là sáng hôm sau chúng ta sẽ có một chiếc xe đầy bình điện chạy thoải mái luôn. Và ngoài ra chúng ta còn một cái cổng ở dưới là để chúng ta sạc nhanh nha các bạn. Đây, cổng ở dưới sạc nhanh. Đó. Và ok, đây là hai cái đồ đẩy lại nha. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong khoang nội thất coi là bên trong nội thất có gì ha các bạn. Đây. Rồi. Ok, ta cùng đi thôi nào. Ok, và hiện tại Quang đã vào bên trong xe nha các bạn. Thì ngoài trời đang rất là nóng, bạn thông cảm cho bạn tí ha. Thì bên trong xe nội thất rất là hoành tráng, dòm rất là tỉ mỉ nha. Và đặc biệt bạn rất là thích cái màn hình mới này, dòm làm rất là sắc sảo hơn là dòng lớp A với lớp SA đó. Xe thì có luôn cả nâng hạ kính bốn cửa luôn, nâng hạ ô tô hết luôn, gập gương nè, rồi khóa cửa, những cái cổng gió làm rất là tỉ mỉ đó. Đây là vô lăng được bọc da luôn đó, càng bấm rất là nhẹ, có nút mình chỉnh màn hình luôn nha các bạn. Và có ga tự động nè, có luôn cảnh báo lệnh làng, có ra lệnh bằng giọng nói luôn, và auto đèn, auto gạt mưa đầy đủ hết đó. Xe hiện tại thì cũng có báo pin trên đây luôn, là còn 21% pin nè. Ngay dưới cái màn hình nè là có cái cần số núm vặn nha bạn, dòm rất là giống Range Rover với lại cái dòng Sorento mới ra mắt của Kia ha. Và có ba chế độ lái, thì ở đây nó là không cái nút mod, thì khi quan bấm các bạn có thể dòm trong màn hình, nó sẽ có chế độ thể thao thoải mái và comfort tiết kiệm, gương chống chói đó. Và đặc biệt là có một cái nút SOS nha đó.
Tuy là phân khúc B nhưng mà xe vẫn được trang bị bệ tì tay nè. Rồi có hộp để đồ nhỏ ha, có một số tiền nhỏ trong đó. Và ở đây có một cái cốp. Hay. Quang rất là thích cái cửa sổ mới này của nhà VinFast ha. Làm rất là tỉ mỉ luôn. Và ok, và đặc biệt là trên con xe có một cái ra lệnh bằng tiếng Việt nha bạn, bằng giọng nói tiếng Việt. Thì bây giờ Quang sẽ thử mở cốp cho các bạn coi nha. Đây, từ từ các bạn đợi anh xíu. Rồi ok, bây giờ Quang sẽ nói nha. Hey VinFast, mở cốp. Đó, các bạn có thể thấy cốp sau đã được mở nha, không có một bất kỳ ai đứng đằng sau ha. Và yêu cầu cameraman quay máy giữ nguyên nha, Quang sẽ ra lệnh cho đóng cốp nha. Hey VinFast, đóng cốp. Đó, các bạn thấy ha, xe tự đóng cốp luôn, ra lệnh bằng giọng nói. Và có nút đề startup, hai cổng sạc luôn. Ok, thì xe cũng là ghế da luôn nha các bạn. Đó. Và đây là cái phần chìa khóa của xe nha. Đây, chìa khóa làm cũng rất là sắc sảo nha các bạn. Nhưng mà cái phần nhựa thì nó vẫn còn hơi ọp ẹp tí nha. Cái phần nhựa này Quang cảm thấy nhựa nó cũng không được chắc chắn lắm, nhưng mà giờ rất là đẹp. Đây. Ok, và thì cái phần đằng trước thì cũng chỉ có vậy thôi. À, xe là trang bị 6 túi khí nha các bạn. Đó, 6 túi khí. Và cái mẫu xe này vẫn chưa được trang bị cửa sổ trời nha. Cũng chỉ là chùm nỉ màu đen thôi. Và ok, quay xe bật đèn, đây là đèn. Trong đây cũng chỉ là cái gương, bên đây gương luôn. Đó. Ok. Và bây giờ các bạn cùng với Quang ra hàng ghế sau xem hàng ghế sau ngồi rộng cỡ nào nha các bạn nha. Ok các bạn, Quang vừa vào hàng ghế sau. Theo như Quang dự đoán ban đầu thì ngồi hàng ghế sau khá là thoải mái nha các bạn. Cái ghế tại đằng trước nè, các bạn có thể thấy Quang đang xếp theo cái vị trí ngồi của Quang là ngồi thoải mái nhất có thể. Nhưng các bạn thấy nha, cái phần đằng sau còn rất là rộng luôn. Còn khoảng 20 nè các bạn, đó 20 luôn nha. Đầu gối Quang cho tới cái ghế trước. Có một cái độ ngã rất là sướng nha. Đó. Ngã này là phải hơn 120 các bạn, ngồi rất là thoải mái luôn. Ok, và quay ngồi đằng sau này là gọi là một cảm giác hưởng thụ và ra lệnh cho chiếc xe làm mọi thứ nha các bạn. Để quay xe thử cho các bạn coi. Đây, mời cameraman quay cái màn hình nha. Hey VinFast, tôi lạnh quá. Hey VinFast, tôi lạnh quá. Đó, các bạn có thể thấy xe đã tăng lên 18 độ và giảm xuống một nước hoàng nha. Hey VinFast, tôi nóng quá. Đó, xe đã giảm lại 16 độ và tăng lên lại 2 nước hoàng nha các bạn. Và hàng ghế sau này cũng được trang bị một cửa gió ha. Cửa gió này thì chỉ có một cửa thôi, chứ không được hai cửa. Và một điểm trừ trên con xe này nữa đó chính là không có bệ tì tay nha các bạn. Không có bệ tì tay. Ok, và hàng ghế sau thì cũng chỉ có như vậy thôi. Đó, cũng là ghế da. Cái phần tay nắm cửa cũng được làm bằng nhôm. Rồi gương auto nha các bạn. Gương auto. Đó. À, có một điểm nữa đó chính là cái hàng ghế của chúng ta là các bạn có thể thấy ngồi dựa nha. Dựa cái đồ tựa đầu của chúng ta sau cái cột C nha. Chứ nó không có ngang với cái cột C. Đó. Giờ nó rất là chủ tịch nha các bạn. Thì hầu như những cái ghế mà nó nằm sau cái cột C như thế này nè, là những cái xe mà dạy như là Mercedes đồ á, hay là Rolls Royce á, đó nó mới nằm sau cái cột C ha. Và ok, bây giờ các bạn hãy cùng theo chân Quang ra dưới khoang máy coi là dưới khoang máy đó là được trang bị một cái khóa động cơ như thế nào nha. Và chúng ta cùng đi ra thôi nào. Đó. Đó, đây là bên dưới khoang động cơ ha. Và đây là hộp pin nha, xe này dẫn động là hai cái motor đằng trước nha, hai cái motor bánh trước đó. Và đây là bình xe để sử dụng mấy cái tính năng ở bên trong xe. Đây, thì xe bên Quang cam kết với các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, cũng như là không ngập nước. Nhưng mà cái mẫu xe điện này ngập nước thì nó cũng chẳng liên quan gì các bạn. Là xe điện mà, thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều cái kênh YouTube nổi tiếng, người ta đã thử cái xe này
chạy xuống đi đường ngập thử là như thế nào nha. Đó, cam kết với các bạn là không tai nạn, không ấn đụng, sùng chỉ là nguyên zin, chưa có bung mở gì hết luôn. Và đặc biệt mẫu xe này vẫn còn bảo hành hãng lên tới 10 năm. Ok, và bây giờ tới một cái tiết mục rất là hay, đang rất là nhiều người mong chờ, đó chính là báo giá xe. Đây. Thì cũng như các bạn đã biết, hiện tại nhà nước đang hỗ trợ cho mẫu xe điện này là miễn phí thuế trước bạ 100%. Và nhận rất là nhiều cái ưu đãi cho cái mẫu xe này, đó chính là không có bị phí tiêu thụ nhiên liệu đặc biệt ha. Khi mà hiện tại các bạn ký mua là sẽ có lên tới giá là 690 triệu là đã bao gồm hết tất cả các voucher luôn. Và hiện tại khi mà các bạn muốn lấy xe mới là các bạn cũng phải đợi xe, không có xe giao. Nếu các những khách hàng nào mà có số thứ tự là dưới 5.000 á thì là sẽ đợi cho tới từ đây sẽ được giao dần dần từ đây cho tới tháng 8. Và những các bạn mà trên 5.000 là phải từ đây từ tháng 8 qua tới Tết nha. Và mẫu xe này hiện tại đang được bên Quang bán với giá là 585 triệu. Đó, một con giá cũng rất là thích hợp cho những khách hàng nào mà người ta yêu thích có xe liền, chạy liền, trải nghiệm liền. Và một cái màu xanh. Đây, màu xanh này là cực kỳ hot, không có hàng giao nha. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy hay, cho Quang xin một like, một share và một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất từ Quang nha. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.